nhóm ra thử xíu rồi chắc ra sao bảo dưỡng để ra đồng cho yên tâm. Rồi cái này để bồn đang mới mở kiểm tra luôn, tháo một số thứ có thể là thay nóc vậy cho nó không có bị sét gỉ. Như hộp số chưa tháo nguyên xi, giờ chuẩn bị tách nó ra luôn. Hơi bụi nha mọi người, đang gõ hộp số rồi. Vậy cái gần xong rồi. Là chiếc máy bigger này giờ đã hoàn chỉnh rồi ha, có thể ra đồng rồi, mình đã bảo dưỡng này kỹ càng rồi. Giờ đang vệ sinh máy lại, xe máy còn dính nhiều gần nhất rồi.
rồi xong an toàn, về ra lúc sau luôn để lên thêm chiếc nữa. Rồi bây giờ mình giới thiệu sơ lược cái kho máy của mình hiện có ha. Thì máy lúc nào cũng đầy như thế này thôi. Đây mời mọi người xem, mình để lên cao, quay cao hơn xíu cho dễ nhìn ha. Đây quay ở cận cảnh ở phía dưới cho mọi người dễ nhìn xíu, mình sẽ quay chậm. Thì máy mình chủ yếu là DC70 là nhiều nhất ha. Rồi kế đó là một số máy 70G hoặc là 105X đây. Mình cũng có luôn ha. 105X thì hàm nó là lọt lòng 2m7 nha, phụ bị 3m1 ha. 105 thì còn khoảng 2 chiếc thôi. Bữa mình có 4 chiếc mà đi ra động bớt rồi. Đây cũng có 105 nữa đây. Rồi mọi người muốn xài máy 95 thì vẫn có nha. Đây là máy DC95, còn nguyên cái bồn luôn. Những cái máy mà 80% thì mình hay để phía dưới đây hoặc là phía bên đó ha, để sắp đại vậy đó, mọi người có thể lựa. Còn những máy 95% là đứng cái máy như thế này. Đây là những máy DC70G Plus 95%, bữa mình mới lấy về luôn. Bồn cuốn người vừa chốc, chỉ chốc hết nước sơn nha mọi người, nhưng còn rất là mới. Đây đây cũng hàng 95% nữa. Để mình đi một vòng ra phía sau ha. Quay xe lược bây giờ anh Sam quay máy cài tiếp nha mọi người. Rồi đối với máy cài thì phía sau này thì cũng có để khá nhiều, gồm có 3608, 4708, cái 4508, 5040, 5040. Quay tiếp. Rồi đây là phía trước á, để như cũ mình để như cái máy mà đầy đủ đồ ngoài đây á, bao gồm 4018 hay 5018 gì đó. Đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha. Thì mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như trước kia 60 thì làm hết. Này bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy, hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G đang hàng bộn. Chứ hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm tùy theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem. Cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng, những máy đây làm miễn phí hết nha. Đấy, hai container chứ của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Thank you.
cảm ơn em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây, thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha. Đây là phía trước công ty mình nha. Địa chỉ của mình là gì trên đó đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Thì đây là trục đường quốc lộ 53. Ở phía xa xa kia là có tòa nhà là bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long ha. Đường cầu Me lớn. Kho máy mình để phía sau đó nha. Máy cài đây trước.